theo Thánh Gioan. Sáu ngày trước lễ vượt qua, Chúa Giêsu đến làng Bethania, nơi Lazaro đã chết, được người cho sống lại. Từ đây, người ta dọn bữa cho người anh. Martha hầu bàn, còn Lazaro cũng là một trong những kẻ đồng bàn với người. Bấy giờ, Maria lấy một kênh dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và sức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm tỏa đầy nhà. Một môn đệ là Giuđa Iscariot, kẻ sẽ phản bội người, liền nói: sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đồng mà cho người nghèo khó? Hắn nói thế không phải vì lo lắng cho người nghèo khó đâu, mà vì hắn là tên trộm cắp, lại được giữ túi tiền, nên bớt xén các khoản tiền người ta bỏ vào đó. Vậy Chúa Giêsu nói: hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày tán xác ta, vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn ta, các ngươi sẽ không được gặp ta mãi đâu. Nghĩ tới người mình yêu, hành động sức dầu thơm lên chân Chúa của cô Maria mấy ai hiểu. Chỉ có kẻ yêu mới hiểu được hành động của mình làm. Nhiều khi, hành động đó vượt qua sự cân đong đo đếm của lý trí, sự toan tính con người. Tình yêu thì không toan tính, mà chỉ mưu tìm hạnh phúc cho người mình yêu. Có lẽ, đến lúc, thay vì như tông đồ Giuđa chất vấn cô Maria, những ai sống đời hôn nhân và mỗi thành viên cần tự đặt câu hỏi cho mình và cho nhau: hôm nay, tôi có thể làm gì để vợ hay chồng hay con tôi hạnh phúc? Một khi biết nghĩ tới nhau, hạnh phúc sẽ đến gần. Chính khi đó, chúng ta cũng đang phác họa lại hình ảnh cô Maria trong tin mừng hôm nay.